một game thủ nào đấy. Minezip. Yes. Minezip, đó là quân về phía đội bạn trận chiếu này. AC và quân phô tươi rồi. Vâng, AC phô. Minezip, đó là quân của... Vâng, đó là quân của các game thủ trong trận thiếu này. Funetian, đây là một bãi quả 6 cây. Trận thi đấu bản lề. Và đây là một bài AC đẹp. Nền đất rất mịn. Chim sẻ đang đi đâu thế này? Do kẹp xăm hả chim ơi? Vâng, sao đi một tôn hơi ảo nhỉ? Hay là nhớ map? Thôi thôi thôi, đừng bảo nông dân chết. Vâng, rất may là còn một máu, nhiều khả năng là đỏ rồi. Nhiều khả năng là đỏ. Bãi quả đây rồi. Vâng, nông dân thoát chết ở trong tình huống vừa rồi, nhiều khả năng đang là một sự may mắn đến với team Game TV ở trong xe đấu này. Ngày hôm qua thì fan của Game TV đã đội tuyển Game TV đã làm được chiếc cúp ở sao đỏ và mang về đến với 210 trung kính. Thế mà không hiểu sao ngày hôm nay chiếc cúp đấy vẫn chưa thể vận hành được đúng với lại cái tên của nó. Vâng, cái cúp từ sao đỏ. Và ngày hôm nay thì các anh vẫn đang dính về sao Thái Bạch. Nhưng mà trận thi đấu này thì dường như chiếc cúp đấy đã bắt đầu sáng lên rồi. Bắt đầu lóe lên rồi. AC đang có được một bài khá mịn. Có con voi. Bây giờ thì câu voi về. Bãi quả. Hai bãi quả. Quả phụ. Có hai quả phụ. Ơ kìa. Có cái nhường cho cu Hồng Anh em ơi. Có nhường cu Hồng Anh. Hồng Anh đủ đồ chưa? Còn 5 lít nào BE này. Ô kìa. Thằng này nó chưa đủ đồ, sao thằng kia ăn bãi quả vậy? Ủa, bài này chim sẻ 25 dân lên được đời. Hồng Anh nhiều năng còn chưa lên được đời cơ. Chim sẻ ăn hai bãi quả thì lực nhanh siêu khỏe. Lại đóng ở dưới thôi. Đóng dưới dốc này. Nhưng mà chỗ này để đặt S rồi. Vâng. Vâng, để nó cáu nó chặt luôn cây gỗ luôn. Vẫn không được. Vâng, chỗ ở dưới thì chắc là tí nữa để đặt VS ăn gỗ rồi. Nhưng mà hay là không đặt được à? Đặt lên trên. VS ăn gỗ thì còn nhiều chỗ để đặt lắm. Vâng, Phonesian đến từ game thủ của anh vừa phải vẩy VE để câu con voi đỡ chết dần. Rất hợp lý. Dù sao thì Hồng Anh cũng tìm một bãi quả và một đôi voi giúp anh có thể lên đời với một bài lực khỏe. Alo, tôi He đây, cầm Minh Hoàng. Vâng, BB vẫn là người cầm cung và He vẫn là người cầm chém. Về quân thì bên phía đội bạn cũng tạm ổn. Ừ,
về sắp xếp bên phía con người, bên phía đội bạn cũng là mắc binh. Bên mình về con người cầm cũng là mắc binh. Chim sẻ cầm cung, Hồng Anh cầm chém. Nâng công. Đây là Hồng Anh. Nâng giáp trước, nâng xịt rồi. Lại quay sang nâng công trước. Lên góc 12 giờ xem sao. Không thấy gì. Game thủ Hồng Anh quay lại luôn. Cắt dân gian bãi quả phụ. Đóng thêm L2 ngay gần với L1. Và bây giờ là cung tê đến từ game thủ VB. Cung tê Egypt chọc chết cung tê luôn. Vâng, tạt cánh đánh đầu và bây giờ là gặp game thủ He He. Đai cũng chờ đợi xem He He là người cầm min oan trong trận đấu này. He He đánh chém một dân, He He đã nằm xuống. 2L đang được chảy đều. Bánh xe luôn, bánh xe luôn. Vẫn đang chưa đủ gỗ. Kích đi, đủ gỗ rồi. Và bánh xe đã kích xong rồi. Và thì ra An Hoang bãi quả. He He đang thiếu gỗ để đóng P. Anh đang cố ép gỗ chỗ này để đóng thêm một cái BP ở ngoài. Chống chém của Phunesia do game thủ chim sẻ cầm. À, do game thủ Hồng Anh cầm. Ruộng à, hay P đấy. Ruộng. Thôi rồi, mày vẩy em ơi. Vẩy em là mày chết với cậu. Mày chết với cậu. Tuyệt vời rồi, như vậy là 7-8 con nông dân của game thủ E đã nằm xuống. Ở trong... Thế là bị nó lừa à? Hai con dân kìa. Vâng, nhưng mà tôi dùng sát đến bây giờ bãi gỗ. Xách quần lên và đi, nhanh lên. Xách quần lên và đi, chim sẻ đẩy tân R đầu tiên ra thôi em ơi. Đẩy tuân tân R đầu tiên vào nhà game thủ He He thôi. Màn hình máy ở game thủ Hồng Anh. Bây giờ thì dân He He đang bị lùa như lùa vịt. Cầm vâng, cho lạc đà buộc ni lông vào trong cái kiếm nữa. Hoạt động buộc túi ni lông vào đầu cái kiếm nữa là lùa đấy. Vâng, vừa đi vừa vẽ vẩy vào. Bây giờ thì cung đầu của game thủ chim sẻ đang được đẩy đến nơi rồi. Đấu quân luôn. Vâng, đấu luôn. Chơi bố hơi nhiều trận rồi. Màn hình máy game thủ chim sẻ. Sóc tân cung đờ thứ hai rất đều. Bây giờ thì đừng bảo đít. Thôi. Không thì tối nay là quán Phúc Quân Năm là sáng nhất Hà Nội luôn. Và như vậy thì số là 2-1 ở trong trận đấu thứ 5. Vẫn còn phải đến một trận nữa cơ. Nhưng mà thôi, dẫn trước với tỷ số 2-1 là tươi rồi. Từ giờ trở đi đến hết trận đấu thứ 7 mà cứ như này thôi thì là ok.